Đại diện công ty Đại Quang Minh cho biết, các đơn vị thi công đang chạy nước rút để hoàn thành cầu Thủ Thiêm 2 vào dịp 30 tháng 4 sắp tới. Hiện cầu chính đã xong các kết cấu bê tông, căng cáp, đang vệ sinh, chống thấm nước khi thảm nhựa mặt cầu. Theo kế hoạch sẽ thảm nhựa đầu tháng 3 khi thời tiết nắng tốt. Song song đó đang thi công các công việc hoàn thiện như lắp đặt lan can, tấm bao che. Cầu dẫn nhánh chính phía quận 1 nối với đường Tôn Đức Thắng đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, đang lắp đặt chiếu sáng, gờ chắn, lan can. Hai nhánh cầu N1 và N2 cũng đã thi công xong phần kết cấu bê tông, đang thi công gờ lan can hai bên. Đến giữa tháng 3 sẽ thảm nhựa mặt cầu hai nhánh này. Những ngày này, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực để thi công hoàn thiện phần đường từ hướng bến Bạch Đằng theo nhánh N1 lên cầu và từ nhánh N2 xuống đường Nguyễn Hữu Cảnh. Hai nhánh đường này đang tiến hành thảm nhựa để kịp hoàn thiện toàn bộ dự án và đưa vào khai thác dịp 30 tháng 4. Đối với phía thành phố Thủ Đức, nhánh cầu chính đã được thảm nhựa. Cầu Thủ Thiêm 2 có tổng vốn đầu tư là 3.082 tỷ đồng, nối quận 1 với thành phố Thủ Đức. Sau khi hoàn thành, công trình hoàn thành sẽ kết nối giao thông giữa trung tâm đô thị thành phố Hồ Chí Minh với khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế xã hội thành phố Thủ Đức nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung.